Xin chào tất cả các bạn. Thì hôm nay là một ngày mà mưa gió ở tại ngoài Đà Nẵng á. Thì chuẩn bị thì bên Tân Cảng có đi ghé công trình ở, nói chung là cũng xa. Nên là ra bên mình cũng sực nhớ là làm có một cái video về cái dòng bơm lốp xe của hãng Milwaukee này. Thì do cái những cái lốp xe này bên mình để cũng tầm một tuần rồi, nó cũng khá là mềm. Nên thành ra mình phải bơm trước khi mà đi công trình á. Thì hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một dòng máy bơm lốp xe của hãng Milwaukee. Mã hiệu của nó đó là M12BI-0. Gạch không ở đây như trước những video mà mình đã giới thiệu về của hãng á, là có nghĩa là không đó là phần body, là chưa bao gồm pin sạc. Rồi, về trước hết thì mình sẽ cho các bạn coi sơ về cái ngoại hình. Thì trong video thì mình sẽ chia ra làm hai phần. Một phần đó là mình giới thiệu về những cái thông số, các tính năng của cái dòng sản phẩm này cũng như là đơn giá. Và phần sau thì mình sẽ bơm thử để cho các bạn thấy được cái tốc độ bơm cũng như là cái tiếng ồn của cái dòng máy này. Rồi, đầu tiên thì trên các bạn sẽ thấy thì toàn bộ thân của cái dòng máy bơm hơi Milwaukee này á, nó sẽ làm được bằng nhựa cứng tổng hợp. Trên đây á, thì nó sẽ có cái phần nhựa là dạng tay sách để cho các bạn thấy. Rồi, cái này là mình gắn sẵn cục pin 4A. Rồi, các bạn lưu ý là dòng này là sử dụng pin M12, là có nghĩa 12V. Là các bạn có thể sử dụng pin 2A, 3A, 4A cho tới 6A của hãng. Thì đây là do mà bên mình sử dụng những cái hệ sinh thái của Milwaukee nên thành ra mình sử dụng pin 4A. Rồi, về nói sơ qua về những cái thông số thì mình nói nhanh qua thôi. Vì những cái thông số này thì các bạn có thể tham khảo trong tài liệu trên mạng cũng như là cái cuốn sách cho đi kèm. Thì tốc độ không tải của cái dòng bơm này nó là 24.9 lít trên 1 phút, gần 25 lít trên 1 phút đó. Còn áp suất tối đa mà nếu mà theo thông số PSI đó là 8.27, theo 3 đó là 8.27, còn theo thông số PSI đó là 120 PSI. Còn về chiều dài vòi á, phía sau này nó sẽ có cái vòi. Đó, cái vòi này là các bạn sẽ gắn trực tiếp ở vào trong cái lốp xe luôn. Đó là dài 66cm. Đó. Cái này thì mình thấy cũng còn hơi ngắn. Nếu hãng mà làm dài hơn được thì ngon. Và bên sau này á, thì nó sẽ có những cái phụ kiện dùng để anh em mà có thể bơm bơm bóng này, bơm lốp xe đạp, xe máy rồi đó. Còn cái này thì bơm lốp ô tô. Nói chung là mục đích chính mà khi anh em mua cái này thì bơm lốp ô tô hoặc là xe tải là chính. Chứ cũng chẳng ai đi mua với một cái dòng máy nội thuộc dạng là mắc tiền này mà để bơm cái bong bóng á thì nó hơi phí. Rồi, còn về trọng lượng của mặt thân máy thì nó sẽ khoảng tầm 1,2 kg. Và nếu anh em mà bỏ thêm pin vào nó thì nó tùy vào cái trọng lượng pin. Như hiện tại mình đang bỏ pin 4A thì tổng trọng lượng nó rơi vào khoảng tầm 1,6 kg. Đó. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ bấm cái nút để cho anh em xem. Đây là công tắc nguồn. Đây là cái phần hiển thị. Toàn bộ là màn hình LCD. Đó, anh em thấy không? Đó, rất là đẹp. Ừ. Đó. Rồi trên đây á, thì nó sẽ có ba cái thông số đi theo máy, đó là 3 PSI và KPI. Đó, khi anh em muốn chuyển đổi chế độ anh em lưu ý là giữ cái nút cộng với nút trừ này đồng cùng lúc này là nó sẽ chớp chớp. Đó, anh chưa chớp chớp à, chờ mình xíu. Đó, nó sẽ nhảy. Để nó sơ qua về những thông số này thì thường á, ở bên Mỹ á, thì họ hay dùng cái thông số PSI, còn ở châu Âu là hay dùng 3, còn châu Á mình hay dùng KPI. Nhưng mà thường á, thì những anh em mà hay đi bơm lốp xe thì hoặc là những anh em mà làm nghề thì sẽ biết đó là mình hay sử dụng cái thông số là ở Việt Nam mình hay gọi là ký, gọi là ngắn là ký thôi. Chứ thực ra nó sẽ là kilogram trên cm vuông, là tương đương nó gần như là bằng 1/3, nên anh em sẽ hay dùng cái cường nói chung là dùng cái đơn vị 3 này mình sẽ đo. Đó, thì mình dùng đơn vị 3. Đó, rồi khi anh em mà muốn chuyển đổi chế độ á là anh em nãy nó bị chết rồi. Đó, anh em cứ để cho nó nhấp nháy. Do mình nhấn nó chưa có đó. Là anh em bấm cái chế độ này, đó là mình sẽ chuyển. Đó, xong mình để chế độ 3 mình thả ra rồi nó chuyển qua chế độ 3. Rồi. Đó. Rồi như đối với những anh em mà bơm lốp xe á thì cái này mình chia sẻ nhỏ nhỏ thôi. Rồi cái này thì nhiều anh em cũng đã biết rồi. Thì thường những cái dòng xe mà như xe máy hay là ô tô mà dưới 9 chỗ á, thì anh em sẽ để xét các cái đơn vị ví dụ như mình nhảy này đó, và nó sẽ nhảy theo bộ số 5 đó. Thì này mình nên để ở tầm 2.2 cho tới 2.43 và 2.2 cho tới 2.3 kg đó. Đó, đó là nếu mà tương đương ra PSI nó khoảng tầm từ 32 cho tới 35 PSI đó, là mình đó là cái mức tiêu chuẩn nhất. Đó. Còn những anh em mà đi những dòng xe tải lớn á, thì mình có thể tầm 6 cho tới 7 kg. Đó. Còn những anh em mà chưa rõ về cái thông số lốp á, thì anh em có thể xem ở trên đây nè, để mình quay qua đây cho anh em xem. Đó.
Này thì ít anh em để ý thì thường trong cái lốp xe á, trên cái thân xe anh em á, thì nó sẽ có các đơn vị ở trong cái thằng máy này, nó sẽ ghi rõ luôn cả các đơn vị KPI, kg trên cm vuông cũng như PSI. Đây anh em thấy không, nó sẽ dao động từ 2.2 cho tới 2.4 hoặc là 32 cho tới 35 PSI đó. Đó anh em xét cho nó phù hợp. Còn đối với những anh em mà lay mâm hoặc là lay lốp độ á, thì cái đó thì anh em phải tham khảo thêm, chứ nó sẽ không có dùng thông số này. Rồi về sơ qua lượt qua về lại chút về phần ưu điểm của dòng này á, thì mình đánh giá thì dòng này bơm rất là nhanh đó, nó bơm rất là nhanh. Còn so với những cái dòng mà anh em hay mua trên thị trường á, là phải dùng sạc trực tiếp của ô tô á, thì trước là mình cũng có dùng rồi, nó bơm gần cả tiếng đồng hồ cũng chưa lay, thành ra chắc tới tối rồi mình nó mới đi công trình được đó. Còn bây giờ mình sẽ bấm thử cho anh em để xem cái tiếng ồn của cái máy đó. Đây. Đó, rất là đơn giản. Nói chung thì có hai cách để anh em sử dụng cái dòng này. Đó có nghĩa là anh em sẽ set up trước, đó là mình cầm cái này sao cho cái con số mình phù hợp, rồi mình sẽ gắn cái vòi vào trong lốp xe. Còn có cách hai nữa là cách cơ bản á, là anh em cứ để bình thường, mình bật lên thôi, mình gắn cái vòi này vào trong cái lốp xe. Lúc đó thì cái lốp nó sẽ nhả ra một cái lượng khí, thì nó sẽ tương ứng ở trên này, đó là cái áp suất lốp của cái xe của mình. Sau đó mình sẽ tăng từ từ lên sao cho phù hợp rồi mình rút ra. Kinh nghiệm của mình á, thì nên để khoảng tầm 2.4 cho tới 2.5, và khi mình rút ra thì nó có cái độ xì á, thì nó sẽ rút về nó khoảng tầm 2.3 cho tới 2.35 là phù hợp. Vòng về đơn giá về sản phẩm á, thì hiện tại thì mức giá của dòng Milwaukee BI này là body thôi, nên lưu ý body không á, thì giá đơn giá tại khuyến cáo của hãng cũng như là các đơn vị đang bán thì nó khoảng tầm 2.5 triệu, chưa bao gồm pin sạc. Còn đây là cục pin đây, nếu mà anh em mà dùng pin 2A thì A3A thì nó khoảng tầm 550 một cục. Còn cái cục sạc này á thì nó khoảng tầm đâu mình nhớ hình như 660 gì đó, để mình coi lại đó, rồi mình báo cho chính xác. Nó nói chung là khoảng tầm 660 cho tới 800, để mình coi nè. Nếu cục sạc mà 12V này á, nó khoảng tầm 800.000, là có nghĩa là nếu anh em mà mua trọn bộ á, những anh em mà chưa có hệ sinh thái mà muốn mua trọn bộ á, thì pin pin 3A này, cục sạc 12V với lại cái thân máy này, nó khoảng tầm đâu là 3.850. Đây là đánh giá của mình, thì đây là mức giá nó cũng gọi là hơi cao so với thị trường ở mình. Nhưng mà đối với những anh em mà đi xe dòng hạng sang, hoặc là những cái anh em mà sưu tầm á, hoặc là đã có hệ sinh thái á, thì mình mua cái này rất là tiện lợi, vì đánh giá của mình nó là bơm rất là nhanh, cũng như độ hoàn thiện rất là sắc sảo, và còn được bà Milwaukee bảo hành 1 năm nữa. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay cận cảnh để cho anh em thấy được cái tốc độ bơm của dòng này. Rồi mình bỏ qua đây một bên. Đó, này rất là đơn giản luôn, anh em chỉ cần tháo cái con này ra, cái vặn này ra, cái này gọn gùi xe á, vặn siết vào cho thiệt là chặt. Đó, rồi bắt đầu xe nó nhả ra. Hiện tại là lốp xe hơi nâu, gọi là hơi nâu này, nó khoảng tầm 2.05, và mình đang xét ở chế độ là 2.45. Rồi mình bấm bơm thôi. Rồi nó sẽ nhảy khoảng tầm 0.4, là anh em sẽ xem được cái thời gian bơm của nó. Anh em thấy không, đó, tốc độ bơm rất là nhanh đó. Sau khi mà anh em vừa xếp xong đó, thì anh em chỉ cần vặn cái này ra đó. Đó, có độ xì nên thành ra mình khuyến cáo là nên để ở mức 2.45 này, khi nó xì nó là phù hợp, rồi mình gài lại thôi. Dòng sản phẩm máy bơm hơi của hãng Milwaukee mã hiệu BI này á, thì nó sẽ có trang bị thêm một cái tính năng mình thấy khá là hay, đó là tính năng mà True Fill, có nghĩa là sẽ tự động tắt khi anh em không sử dụng để tiết kiệm pin, cũng như là khi anh em mà bơm nó quá cái áp suất á, khi nó căng quá thì nó đẩy một cái lượng hơi trong đây thì nó sẽ ngắt luôn, nó bảo vệ tính an toàn đó. Thì dòng này là rất là nhỏ gọn, anh em chỉ cần bỏ vào trong cốp sau đó. Thì thường á thì
những anh em mà đi công trình như mình á thì chỉ cần bỏ cái body này, rồi khi anh em đi công trình á thì pin sạc á thì mình đã dùng những cái dòng máy khác rồi thì mình sẽ kết hợp với dòng này. Rồi ngoài ra thì trước khi kết thúc video á thì mình sẽ giới thiệu có một cái chương trình của hãng Milwaukee. Cái này thì anh em có thể tham khảo tại các đại lý của hãng cũng như là trên trang Milwaukee Tool Việt Nam. Đó là hai cái chương trình trợ giá đường đua gì đó của hãng. Thì mình thấy không biết trời mưa bão này mà họ trợ giá đường đua để làm gì thì không rõ, nhưng mà một cái khuyến mãi rất là tốt đó là khi anh em mà mua cái body này cho tới cái chương trình hình như kéo dài cho tới 30 tháng 11 á, chờ 30 tháng 11 mua một cái body, hoặc là anh em mua con bu lông mà Milwaukee á, cái mã của nó là hình như là F, để mình xem cái mã hiệu của con đó là FEW F12, thì anh em sẽ được tặng một cục pin 2A, đó, một cục pin 2A, hoặc là anh em mua một trong hai con đó luôn, là con này, con máy bơm hơi này với cái con mà chiếc bu lông đó, thì sẽ được tặng một cục pin 2A, cục sạc 12V với cái bộ sạc 26 món của hãng. Rồi anh em theo dõi ở trên đoạn sau của cái video bên mình sẽ chạy cái chương trình đó của hãng. Rồi bây giờ mình sẽ bơm cái lốp bánh trước cho các bạn xem. Thì hai lốp bên kia thì bên mình đã bơm trước rồi, trước khi review thì quay rồi. Đó, anh em thấy không, trời ở ngoài Đà Nẵng mưa nguyên tuần này rất là buồn. Đó, ngoài miền Trung này thì mưa lũ lụt gần như quanh năm luôn. 3 tháng cuối năm mới hết hai dịch xong mới tới cuối cùng rồi dính mưa. Đây, bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem. Đó, hiện tại cái lớp trước nó cũng rất là nâu. Đó, bây giờ mình sẽ xét nó khoảng tầm 2.4. Đó, mình bấm, mình đè thì nó sẽ lên nhanh hơn. Chỗ này gió số ít chứ, mình bấm nhấp cho nó có cảm giác. Đó. Ủa chứ trà hơi xô la quá rồi. Đó, 2.4 đi. Đó, rồi mình sẽ bấm này. Đó. Các bạn thấy không, mình nói với các bạn chưa chắc đã tin rồi, các bạn thấy á, bơm rất là nhanh so với những cái dòng bơm mà dùng điện áp mà trong máy mà các bạn hay mua á, thì dòng đó thì bơm lâu lắm. Còn cái dòng này á, của hãng họ nghiên cứu rồi, thành ra là thời gian bơm nhanh và chất lượng máy thì rất là tốt đó. Anh em thấy dây này rất là chắc chắn luôn. Những anh em mà dòng này của hãng á, thì cũng mới về thôi. Còn những anh em mà trước mà mua hàng sách tay á thì mình nhớ đâu đó là hình như cái mã đó là M12 mà 2475-20 á, thì là những anh em mà đã dùng rồi á thì sẽ biết được cái chất lượng này gần như là của hàng châu Âu hay hàng Việt Nam, thì mình đánh giá thì nó cũng sẽ là như nhau. Nhưng mà nếu mà anh em mà mua mà hàng ở tại Việt Nam qua chính hãng á, thì sẽ được bảo hành 1 năm đó. Rồi anh em lưu ý ha. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video. Nếu anh em đặt mua thì có thể tìm ở trên website tangcanvietcar.com, hoặc là anh em ghé trực tiếp 107 Phùng Hưng, Hồ Minh, Liên Chiểu. Thì những sản phẩm này thì bên mình đang dần update ở trên website, sẽ có những dòng mẫu của hãng gửi qua thì anh em có thể ghé trực tiếp để xem và cảm nhận cũng như là mình dùng thử. Còn nếu anh em mà lốp mềm thì cứ ghé mình luôn sạc đầy rồi, anh em cứ ghé mà để mình bơm luôn. Rồi, cảm ơn anh em, xin chào và hẹn gặp lại.